Hey, mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem cái máy giặt đất các bạn, mà nó làm cái bánh lòng mà có hai cái dành để mà đi đường lộ nè các bạn. Thấy đi đường lộ mà có cái dành này thấy yên quá. Mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem. Ai mà biết rồi thì thôi nha. Không có nói mình tội nghiệp cho mình, tại vì có những người biết, có những người không biết. Hai cái dành này để dành đi đường lộ đó các bạn. Các bạn thấy có gì khác biệt không? Nếu mà cái bánh lòng thường thì đi với cái tốc độ này là không thể nào đi được đó các bạn. Nhưng mà cái bánh lòng này đi đường lộ thấy khá là mượt, khá là im. Mình quay mình chia sẻ cho các bạn nào mà chưa biết thì xem vui. Tốc độ này khá là mượt. Bánh lòng này cao đó nha các bạn. Bánh lòng này cỡ 1 mét mấy luôn á. Các bạn xem nè, bánh lòng này 1 mét mấy vậy anh? Bánh lòng này mét mấy vậy? Được cái bánh này chiều cao là từ 1 mét mấy, 1 mét mốt, từ 1 mét mốt 1 mét 2. Nó cao hơn cái đầu máy chạc nữa nè, nó cao hơn cái đầu máy chạc luôn nè, các bạn xem nè. Cái bánh này đi trên đường lộ này khá là mượt các bạn. Nếu mà đi đường lộ, đi đường ranh mà không có cái bánh này thì đi với tốc độ này đi không thể nào đi được. Đi rất là chậm, mà có thể là kỳ phút là chạy đi lâu ngày nó kỳ phút máy. Khá là hay. Đây các bạn xem cái máy đằng kia nó chạy lại nè các bạn. Hầu như là nó dính hai cái dành không, chứ không có dính nó không có dính là cái bánh đó các bạn. Nó chạy nó chỉ dính hai cái dành thôi à, do đó nó đỡ rất là nhẹ. Dính hai cái dành thôi, cho đó nên chạy rất là nhẹ nhàng. Chứ nếu mà cái bánh này mà nếu mà không có hai cái dành này là chạy rất là cực khổ, lên đường lộ này chạy bò rất là cực luôn.